Chào mọi người nha. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về cái bộ máy dàn phơi này. Con này là bộ máy dàn phơi bên mình nâng cấp lên sử dụng cho điều khiển xi lanh điện. Ngày trước thì sở là sử dụng động cơ giảm tốc DC, và bây giờ dùng cho xi lanh điện. Xi lanh điện ở đây thì mình nối xi lanh điện này, thay vì động cơ thì mình nối xi lanh điện vào đây. Ở trong xi lanh điện thì nó có công tác hành trình rồi, nên là sẽ bỏ công tác hành trình đi. Và bên mình sẽ lập trình cho nó là cái khoảng thời gian đủ để xi lanh điện nó chạy ra hết hành trình thì sẽ dừng. Ở đây mình đang cốt cho nó là khoảng 45 giây. Thì cái này thì nó lại phụ thuộc vào bên xi lanh điện, thì ai mà dùng xi lanh điện thì sẽ phải báo lại bên mình để cái khoảng thời gian xi lanh đẩy ra và hút vào khoảng bao nhiêu giây. Bên mình sẽ fix cho nó, ví dụ như 30 giây thì bên mình sẽ fix khoảng tầm 40 giây để nó đảm bảo thời gian xi lanh đẩy ra hết. Như con này nó đang là khoảng 30 giây thì mình đang thích là 45 giây để thoải mái nhất. Đây, bây giờ mình cấp nguồn này. Đầu tiên cấp nguồn nó vẫn hoạt động như mạch dàn phơi thôi, nhưng mà nó có bỏ công tác hành trình đi vì nó có hành trình rồi. Xi lanh điện 12V. Đây thông số đây, 12V này. 12V. Hành trình 300. Cân nặng 3.000 newton. Đấy. Khi mà đạt rồi động cơ xi lanh dừng rồi, nhưng mà mạch vẫn chạy vì là mình đang cốt dư thời gian. Đợi đủ thời gian nó sẽ tự động tắt đèn xanh. Khi tắt đèn xanh thì đồng thời xi lanh cũng cấp mất nguồn. Tiếp đến là xi lanh sẽ rút vào, bởi vì cốt đầu tiên mặc định khi cấp nguồn vào xi lanh sẽ quay về một chiều nhất định, sau đấy là mới quay lại. Cái này thì xi lanh các bạn muốn ngược lại thì chỉ cần đảo dây của xi lanh là được. Đấy, xi lanh đang thu vào và khoảng tầm 15 giây sau thì mạch mới ngắt. Mình đang cốt cho nó là 45 giây. Mạch này thì có thể dùng tay điều khiển qua RF này nhé, hoặc là sử dụng nút nhấn trên mạch này. Đấy, cảm biến mưa và cảm biến ánh sáng. Bây giờ mình sẽ che tối lại này, ban đêm này. Xe ban đêm này. Đấy thì mạch cảm biến được ban đêm để đẩy ra. Đấy, mình thả ra thì nó sẽ ban ngày, thì xi lanh sẽ đẩy ra, sau đấy sẽ tự động lại kéo vào vì nó đang hiểu là ban ngày. Nó vẫn cứ hoạt động theo đúng chu trình để cảm biến mưa không thế. Đấy, mạch này sẽ không có tác dụng khi mà cái nút nhấn này, nút nhấn vào tay khiển RF là sẽ không có tác dụng khi mà đang là ban đêm nhé, hoặc là đang mưa. Nó chỉ có tác dụng là ban ngày hoặc không mưa thôi, bởi vì chỉ khi lúc đấy thì mình mới điều khiển được thôi. Còn bình thường đã mưa và tối rồi thì nó sẽ mặc định là kéo vào, nên là tay phát nó sẽ không còn tác dụng nữa. Đấy, đợi nó tắt delay, sau đấy nó sẽ kéo tự động kéo vào, bởi vì nó đang hiểu là ban ngày. Thì khi nãy thì mình che nó lại thì nó hiểu ban đêm nó đẩy ra. Mạch này thì có thể nâng cấp lên 24V nhé. Thì nếu mà dùng 24V thì các bạn báo bên mình thay delay nhé. Relay đang sử dụng là 12V. Đấy, xi lanh đang được thu vào đấy. Thì lát mình sẽ sử dụng thêm cái tay remote RF thử nhé, để xem điều khiển nó như thế nào.
Đấy. Sau khoảng tầm xi lanh dừng khoảng tầm 15 giây thì nó mới ngắt. Mạch có hai cái biến trở nhé. Các bạn muốn điều chỉnh độ nhạy của cảm biến mưa và ánh sáng, bên mình đã vạch rồi. Thì đấy là độ nhạy bên mình làm. Còn cứ xoay nhích lên một tí thôi. Xoay kim đồng hồ thì độ nhạy nó sẽ tăng lên và ngược lại. Còn không thì để mặc định như bên mình. Thì mình có vạch rồi đấy. Bây giờ mình sử dụng cái tay remote này để mình điều khiển nút AD nhé. Nút A này, đẩy ra này. Đấy. Nhấn nút A thì nó sẽ đẩy ra, và nhấn nút khi mà hết hành trình dừng lại, nhấn nút D thì nó lại sẽ thu vào. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của bên mình.